Hello các anh chị và các bạn thân mến, Mr. Hill đang có mặt ở ngay chỗ này, là một chỗ mới của Vinver các bạn, gọi là Vin Wonders. Yeah, Vin Wonders mới khai trương khánh thành hoạt động ở gần đây thôi. Và bây giờ thì Mr. Hill sẽ review một vòng cho các bạn biết ở phía bên ngoài, ở nơi đây như thế nào nha. Mình thấy rất là đẹp và rất là ấn tượng, hoành tráng nữa. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào, go! Các bạn thân mến, Mr. Hill vừa rồi đã lia một vòng cho các bạn xem ở phía bên ngoài của VinWonders. Thì rất là hoành tráng, rất là đẹp, mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Mr. Hill rất là lấy làm tiếc vì mình rất là muốn đi vào bên trong của Wonders, VinWonders, để mà mình review cho các bạn bên trong, cho các bạn xem. Tuy nhiên thì rất là tiếc là mình không có được được phép vô. Tại muốn vô là phải mua vé money. Thì ok, youtuber đang còn rất là khó khăn nên chưa có tiền để mà mua vé vô. Mong là Mr. Hill chỉ review bên ngoài để cho các bạn xem. Ở Phú Quốc có một nơi các bạn cũng có thể đến vui chơi giải trí và tham quan tại VinWonders, rất tuyệt vời. Mình đi ở ngoài mình đã cảm thấy là vui lắm, thích lắm. Sao mình giống con nít quá ta. Ok, không sao. Thì mong là mùa giãn cách đã qua rồi. Dịch virus corona thì Việt Nam mình cũng đã khống chế được rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải cẩn thận trong cái vấn đề môi trường xung quanh. Mà mình cũng phải có cái sự thoải mái trong tinh thần đi du lịch đó, và mình đi vui chơi giải trí ở những nơi công cộng. Thì mình nghĩ rằng đến Phú Quốc là một nơi để cho các bạn được xả chết sau những ngày giãn cách xã hội. quá đã đúng không các bạn? Đó, giống như Mr. Hill đang ngồi đây nè, đó, nghe cái nước chảy nè bên tai nè, nghe nó đã lắm. Rất thoải mái luôn các bạn ơi. Mà phải nói thì nếu như có một cơ may, một sự quan tâm của các anh em du lịch mà có review ở trong VinWonders này, thì các bạn cũng sẽ chia sẻ cùng với khách du lịch biết đến Phú Quốc có một nơi rất là tuyệt vời để tham quan. Ok, thôi coi như là mình chưa may mắn được vô trong đi, và bây giờ cũng khó khăn rồi, không có tiền mua vé đâu vô. Mình chỉ làm youtuber review để phát triển những cái hoạt động Phú Quốc, truyền thông cho mọi người biết ở Phú Quốc có những nơi nào đẹp, những nơi nào khách du lịch xứng đáng đến để mà tham quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mr. Hill, và Mr. Hill sẽ có những review cho các bạn ngày càng hấp dẫn hơn và mới lạ hơn, và luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất ở Phú Quốc về du lịch
à, và những cuộc sống hàng ngày của người dân xứ đảo. Ok, mình là Local Guy, mình ở Phú Quốc các bạn. Cảm ơn các bạn, nhớ đăng ký và like cho video mình nha. Bye bye. Yeah. Hello. À, các bạn thân mến, à, mình muốn rất là muốn mình review chi tiết cho các bạn xem về ở chỗ này. Thực sự là mới nãy mình cũng tới quầy vé, mình hỏi là giá vé bao nhiêu. Thì tại mình thấy ở ngoài không có để cái bảng giá vé, phải tới ngay quầy vé vô bên trong á, liên hệ á, thì người ta mới để một cái bảng giá vé vậy nè các bạn. Để bên trong của cái người thu ngân chứ không phải là để bên ngoài, ở phía bên ngoài. Bởi vậy á, mình nói là ok, mình muốn review cái bảng giá này để cho người ta biết là giá vé thì người lớn con nít vô đây bao nhiêu. Nhưng mà do để bên trong qua một cái gương á thì mình quay không được. Mình nói thôi xin phép mình để bên ngoài đi, để mình quay cái giá vé cho mọi người coi cho nó dễ, đúng không? Không cho. Thôi vậy thôi, đành đạn mình đi ra ngoài luôn. Thiệt á, mình nói mình đang quay có rất là có cảm xúc để mà chia sẻ ở đây đầy cho mọi người biết như thế nào, nhưng mà thực sự thì xin lỗi các bạn là mình không có quay được là cái bảng giá vé ở VinWonders là bao nhiêu cả. Bây giờ vô mà giống như là làm khó mình vậy á, giống như là mình làm cái gì điều đó, điều gì mà người ta sợ hay sao á, đúng không? Mình là một người phát triển du lịch ở Phú Quốc. Mình tới đây mình quay với góc độ là mình review, chứ không phải mình vô đây mình chơi, mình không có nhu cầu, nói thiệt với các bạn vậy. Mình tới đây mình muốn review lại cho các bạn xem ở nơi này nó có cái gì vui, nó có cái gì hay, và nó có những cái dịch vụ giải trí gì để mình kích thích cái nền du lịch ở Phú Quốc này. Thì mình bản thân mình là một local guy ở đây mà mình thấy người ta làm khó mình quá à, quay cái bảng giá vé không cũng không cho nữa, đúng không? À, muốn quay thì quay qua cái gương á, quay qua cái gương sao thấy các bạn,
Ok thôi, bỏ qua đi. Rồi, mình kết thúc video tại đây, chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Và các bạn muốn tìm hiểu thêm, các bạn lên mạng coi hết đi nha. Chứ bây giờ mình review thực tế thì khó quá à. Với lại YouTuber này nghèo, không có tiền để mua vé vô review cho các bạn. Nên các bạn thông cảm cho mình nha. Cảm ơn các bạn, bye bye. Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiếu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.